Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích mai vàng. Trước tiên em xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc. Thì ngày hôm nay là 28 tháng 11 âm lịch rồi. Thì thời gian cũng rút ngắn lại được một phần nữa rồi anh chị. Thì từ giờ cho tới ngày mà chúng ta lặt lá cho cây mai nở bông vào dịp Tết, thời tiết khí hậu ở miền Nam thì cũng chỉ còn mười mấy ngày nữa ha. Hôm nay là 28, thì cỡ tầm 15, 16 tháng 12 âm lịch thì chúng ta bắt đầu lặt lá. Thì tuy là rút ngắn lại nhưng với cái thời tiết như năm nay thì cũng rất là khó nói ha anh chị. Bởi vì tới giai đoạn này thời tiết nắng gắt và vẫn còn mưa. Như ở chỗ em 3 ngày nay, ngày nào cũng có mưa, chiều nào cũng ông cũng mưa. Đó, ban ngày thì nắng rất là gay gắt ha, nhiệt độ lên tới 34, 35 độ, và tới chiều là cũng lại mưa. Cho nên ngày hôm nay em làm clip chia sẻ đến với anh chị cũng như nhắc anh chị mình một số việc mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn cuối tháng 11 âm lịch này, cũng như từ giờ cho tới ngày mà chúng ta lặt lá, để làm sao có thể giữ được một phần nào bốc độ để nó nở bông vào cái dịp Tết ha. Bởi vì hôm giờ thì nở rất là nhiều rồi anh chị. Thời tiết như thế này, tất cả những nhà vườn từ lớn cho tới nhỏ, mai trồng đất hay trồng chậu gì cũng bung nở rất là nhiều ha. Ngày hôm qua em đi Sài Gòn, Thủ Đức một chuyến thì tất cả những nhà vườn trồng mai đều bung nở rất là nhiều ha anh chị. Trồng đất cũng nở, trồng chậu cũng nở, bung nở rồi lớp thì cháy nụ, thối nụ đủ kiểu hết ha anh chị. Cho nên từ giờ cho đi thì chúng ta chỉ cố gắng hết sức để có thể giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ha. Chứ còn không thể nào nói mà 100% được nha anh chị. Như trên vườn em hôm giờ cũng bung nở tùm lum hết ha. Và sẵn tiện clip ngày hôm nay thì em cũng xin được trả lời thêm hai câu hỏi mà cũng có rất là nhiều anh chị và các bạn hỏi em. Thứ nhất đó là anh chị mình hỏi là tôi có một vài cây mai trồng ở ngoài sân vườn đất, thì tới cuối năm, ngày Tết tôi muốn bứng để đưa lên chậu, để tôi đưa vào nhà chơi bông vào cái dịp Tết, thì cái thời điểm nào thích hợp để có thể bứng đưa lên chậu. Và câu hỏi thứ hai, thì câu hỏi này là có rất là nhiều anh chị mình hỏi, và câu hỏi này em cũng đã có làm clip chia sẻ hôm trước, nhưng tới nay thì cũng còn rất là nhiều anh chị và các bạn mới biết kênh của em thì cũng có hỏi là cây mai mình mua ở trên mạng về, bây giờ nó rụng hết lá rồi, thì có cách nào để giữ được cho những cái búp nụ đó nó nở đúng vào cái dịp Tết? Thì bây giờ em sẽ quay và chia sẻ cũng như trả lời đến với anh chị để anh chị mình xem tham khảo, nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì chúng ta có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và cũng mong tất cả cô chú anh chị và các bạn xem video thấy em chia sẻ hợp lý thì mỗi người hãy dành tặng cho em một lượt like để tiếp thêm động lực giúp cho em ngày càng chia sẻ tốt hơn, cũng như giúp cho YouTube đề xuất cái video của em đến được với nhiều người, nhiều anh em yêu thích cây mai hơn. Và những anh chị mới biết kênh của em, nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, thì trước tiên em cũng xin được trả lời câu hỏi mà có rất là nhiều anh chị mình hỏi em trong mấy ngày vừa qua. Thứ nhất, đó là anh chị mình hỏi tôi trồng một số cây ở ngoài sân vườn, thì cuối năm tôi muốn bứng đưa lên chậu để cho vào nhà trưng vào cái dịp Tết, thì thời điểm nào thích hợp để bứng cây? Thì em cũng xin được trả lời, đó là đối với những cây mai mà anh chị mình trồng ở ngoài đất, trồng trực tiếp ở ngoài đất ha anh chị, chứ không phải trồng ở trên cái bồn như cây này của em ha. Anh chị mình trồng trực tiếp ở ngoài nền đất như thế này thì anh chị mình cứ chăm sóc cho cây nó khỏe mạnh, cũng như giữ những cái búp nụ trên cây được an toàn cho đến ngày mà chúng ta lặt lá ha. Thì sau khi mà anh chị mình lặt lá thì những cái nụ nó đã bắt đầu bung vỏ lụa khoảng 50-60% ha. Khi mà tất cả những cái nụ trên cây bắt đầu nó bung vỏ lụa khoảng 50-60% thì khi đó anh chị mình bứng và để nguyên cái bầu đất chúng ta cho lên chậu, và chúng ta cho thêm chất trồng, rồi chúng ta đưa vào nhà để chơi bông vào cái dịp Tết ha.
chứ anh chị mình không nên bấm bứng sớm ha. Nếu như anh chị mình bứng sớm thì thứ nhất là những cái nụ này nó sẽ nín, nó không bung nở. Cái thứ hai, nếu như anh chị mình bứng vào cái giai đoạn này, lá trên cây đang còn, thì nó sẽ làm cho cây bị suy kiệt ha. Và có một số anh chị hỏi là cây mai mình nuôi ở trên cái bồn, mình nuôi trên cái bồn giống như cây mai này của em ha. Đó, cây mai này em nuôi ở trên cái bồn và nằm nổi trên mặt đất thì nó cũng gần giống như là nuôi trên cái chậu ha anh chị. Thì anh chị mình hỏi là cuối năm khi mình tháo cái be này ra, mình đưa cái bồn lên, thì do cái bồn nó lớn hơn cái chậu thì mình dạt bớt, mình dạt bớt rễ, bớt chất trồng, thì có ảnh hưởng gì cây không? Thì không nên ha anh chị. Đối với những cây mai mà anh chị mình nuôi trên bồn như thế này, mà sau khi anh chị mình nhấc cái bồn để đưa lên chậu mà anh chị mình vạt bớt cái chất trồng ở đây, thì coi như là anh chị mình đã cắt đứt rễ ha. Chúng ta cắt đứt hết những cái rễ cám, mà những cái rễ cám này là những cái rễ nó hút nước và hút dinh dưỡng để nó nuôi lên. Mà anh chị mình vạt bớt thì sẽ làm đứt hết toàn bộ rễ. Khi đó cây mai nó sẽ rất là yếu ha. Thì như đầu năm nếu như anh chị mình xác định chúng ta để cái cây ở trên bồn để chúng ta nuôi cho cây nó phát triển được sung mạnh, và cuối năm mà chúng ta đưa lên chậu để chúng ta chơi Tết, thì anh chị mình phải tính từ đầu năm ha. Chúng ta làm cái bồn nó vừa đủ thôi. Thí dụ như anh chị mình trồng cuối năm chúng ta muốn đưa lên chậu 8, thì đầu năm chúng ta làm cái bồn nó nhỏ lại một chút, làm cái bồn 60-70, để cuối năm khi đó chúng ta nhấc đưa lên chậu, chúng ta còn chèn thêm được một ít chất trồng mới để không tổn thương tới cái rễ ha. Còn câu hỏi thứ hai mà cũng còn rất là nhiều anh chị và các bạn hỏi, đó là cây mai mình mua về thì hiện tại tất cả lá trên cây nó đã rụng 100%, thì bây giờ phải làm sao, tưới cái gì để nó có thể giữ được những cái nụ này tới ngày Tết? Thì em cũng xin được trả lời với anh chị. Một khi cây mai đã rụng lá hết 100% thì không còn cái cách nào để giữ được những cái bóp nụ ha. Kể cả rụng 60-70% thì cũng không thể nào giữ được nữa, chứ đừng có nói chi mà rụng 100% ha anh chị. Nói như những cây mai trên vườn của em đây, nó đang còn tàn lá tùm như thế này mà nó còn bung nở, chứ đừng nói chi mà 100% ha. Còn trở lại tiêu đề chính của ngày hôm nay, đó là từ giai đoạn này cuối tháng 11 âm lịch cho tới ngày mà chúng ta lặt lá cho cây mai, thì anh chị mình cần phải lưu ý những gì khi chăm sóc cho cây mai để có thể giữ được những cái bóp nụ này hết mức có thể, thì ngày Tết cây mai chúng ta nó mới còn bông để chúng ta chơi vào cái dịp Tết được ha. Bởi vì thời tiết năm nay thì không thể nào nói được ha anh chị. Tới thời điểm này cứ nắng mưa như thế này thì không thể nào nói được. Thì cái vấn đề thứ nhất mà anh chị mình cần phải lưu ý, đó là nước tưới ha. Nước tưới cho cây, đối với những cây mai mà chúng ta nuôi trồng trên chậu như thế này, thì cái nước tưới là yếu tố cực kỳ quan trọng ha. Làm sao chúng ta duy trì cái độ ẩm cho cây thì nó mới có thể giữ được cái bóp nụ ở trên cây hết mức có thể được ha. Thì tuy nhiên không phải chúng ta tưới nước cho cây mà nó có thể giữ được tất cả bóp nụ trên cây ha. Nó vẫn bung nở, nhưng cái tỷ lệ nở của nó rất là ít ha. Nó chỉ nở lác đác ít thôi. Như cây mai này của em anh chị mình thấy ha, nó cũng nở bông nhưng nó chỉ lác đác trên cây, chứ nó không có nở tập trung nhiều ha. Và chúng ta tưới nước cho cây như thế nào để nó có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất, cũng như tránh tình trạng cây nó bị sốc, thì bóp nụ trên cây nó mới hạn chế bung nở được ha. Thì như hôm trước em chia sẻ, nếu như cây mai của anh chị trồng và để trực tiếp ở ngoài nắng 100%, như những cây mai trên vườn của em ha, và chất trồng mà chúng ta sử dụng để trồng cây là vỏ trấu và sơ dừa, thì cái độ thoát nước của nó rất là mạnh. Cho nên anh chị mình cần phải tưới nước cho cây một ngày 2 lần nếu như cây mai của anh chị nằm trực tiếp ngoài nắng ha. Thì như ở vườn em giai đoạn này là em phải tưới cho cây một ngày 2 lần ha, để duy trì cái độ ẩm cho cây liên tục, lúc nào chất trồng nó cũng có cái độ ẩm ha. Và sau những cơn mưa, nếu như thời tiết mà nó có những cơn mưa phớt qua mà anh chị mình ở nhà, thì chúng ta cũng cố gắng sử dụng
nước sạch để chúng ta phun rửa trên cái tàn lá đi ha, để nó rửa trôi những cái nước mưa, bớt cái lượng nước mưa đi, thì nó cũng giảm tối đa cái tỷ lệ mà bút nụ trên cây bung nở ha. Và anh chị mình phải lưu ý khi tưới nước cho cây để tránh tình trạng nó làm cho cây mai chúng ta đâu bị sốc. Đó là lúc thì anh chị mình tưới buổi sáng, lúc thì anh chị mình tưới buổi chiều. Ví dụ như ngày hôm nay anh chị mình tưới buổi sáng, rồi cái ngày mai anh chị mình để cho cây nó phơi nắng một ngày từ sáng cho tới chiều, rồi chiều anh chị mình mới tưới nước, thì đó là anh chị mình đang tạo cái độ sốc ha. Nó sẽ làm cho những cái bắp nụ trên cây rất dễ nở ha. Và vấn đề thứ hai mà anh chị mình cần phải lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn cuối này, để làm sao cây mai chúng ta nó vẫn còn bông để chơi Tết ha, đó là về chế độ phân bón dinh dưỡng mà anh chị mình sử dụng bón cho cây trong giai đoạn cuối này. Thì như hôm trước em đã chia sẻ đến với anh chị, vào cái tháng cuối năm này, tháng 11 âm lịch, sau khi những cái bắp nụ mà nó đã phát triển lớn đều từ trong ra tới ngoài, và chúng ta đã sử dụng những loại phân bón có chỉ số kali cao, chúng ta bón cho cây, những cái bắp nụ trên cây nó đã tương đối già, rám vàng, thì chúng ta ngưng, không nên sử dụng NPK để bón cho cây nữa ha. Thì chúng ta có thể bón nhẹ những cái loại phân bón như là phân hữu cơ với liều lượng loãng để duy trì cái độ ổn định và giữ cho bộ lá trên cây mai chúng ta, hạn chế tối đa mức độ rụng ha. Thì như hôm đầu tháng 11 em đã chia sẻ, đó là sử dụng cái NPK có chỉ số kali cao để bón cho cây, giúp cho những cái bắp nụ nó có thể già chắc lại. Và tới giữa tháng 11 âm lịch thì chúng ta bón nhẹ một lượng phân bón hữu cơ. Còn tới ngày hôm nay là cuối tháng 11 âm lịch rồi, nếu như những cây mai của anh chị bắp nụ nó đã già rám chắc hết rồi, thì chúng ta không cần phải tác động bất kỳ một loại phân bón NPK nào cho cây nữa ha. Bởi vì chúng ta chăm sóc từ đầu năm tới giờ, cây nó đã đầy đủ dinh dưỡng rồi. Còn mấy giai đoạn này mà anh chị mình vẫn còn tác động cái phân bón NPK, thì nó sẽ làm cho những cái bắp nụ trên cây nó tăng cái lượng dinh dưỡng, thì khi đó nó sẽ rất dễ bung nở ha. Chỉ trừ khi những cây mai của anh chị chăm sóc tới thời điểm này mà anh chị mình vẫn chưa sử dụng những loại phân bón có hàm lượng kali cao để bón cho cây, và những cái bắp nụ trên cây nó vẫn đang còn xanh, thì anh chị mình có thể sử dụng bón cho cây 1 đến 2 lần cái hàm lượng kali cao như là siêu kali hoặc là kali đơn ha, để giúp cho những cái bắp nụ trên cây nó có thể già và chắc thêm. Thì thứ nhất là nó hạn chế bung nở. Cái thứ hai là khi những cái bắp nụ nó già nó chắc lại, thì khi mà chúng ta xuống lá, cái chất lượng bông nó bung ra nó sẽ được nhiều hơn, cũng như cái màu sắc bông nó mới đậm hơn ha. Đó, như những cây mai này của em thì em đã vô đầy đủ, và tới thời điểm này là em không còn sử dụng phân bón gì ha, em chỉ tưới nước cho đến trước khi lặt lá thì em mới tưới dưỡng rễ cho cây ha. Đó, còn như qua cây mai này, không biết anh chị mình còn nhớ không ha, cây mai này là hôm tháng 10 hay tháng 9 gì âm lịch là em có chia sẻ chăm sóc cho những cây mai mà không chơi bông vào dịp Tết ha. Đó, hôm lúc đó em thấy cái chi tàn trên cây nó yếu, tại vì nó mới ra có được một cơi, hai cơi chồi, nó rất là yếu ha. Thì em không có chăm sóc để chơi bông vào dịp Tết, em sử dụng cái 3 số 17 kết hợp với phân gà nén để em bón cho cây. Nhưng mà tới ngày hôm nay anh chị mình thấy ha, bắp nụ nó lên khủng khiếp. Đó, tới ngày hôm nay bắp nụ nó đặc hết luôn, nó lớn đều và nó vàng hết lên như thế này. Đây ha, cây mai này Tết mà lặt lá ra là chất lượng bông khủng khiếp luôn ha anh chị. Đó, tính không chơi bông vào dịp Tết, nhưng mà cuối cùng tới bây giờ thì nụ nó lại rất là ngon. Đó, và sẵn tiện em quay lại cho anh chị mình xem cái cây mai mà cách đây một tuần em có làm clip chia sẻ đến với anh chị, là nó bung nở 60% bắp nụ trên cây ha.
bung nở 60% bút độ trên cây, nó gần như là muốn hết luôn ha. Nó chỉ còn khoảng 30, hơn 30% nụ. Thì sau khi em sử dụng cái kali đơn để bón cho cây thì nó đứng lại, nó không bung nở nữa ha. Đó, và những cái nụ mà hôm trước em quay là nó xanh thì hôm nay nó cũng đã bắt đầu rám rám cái vỏ lụa lại ha. Đây ha, cũng còn khá là nhiều nụ, nhưng mà bây giờ nó rám vàng lại, nó không bung nữa anh chị. Thì chúng ta cố gắng kiềm giữ để ngày Tết mình lặt lá ra thì nó cũng được còn một số bông để chúng ta chơi ha. Thì hôm trước em làm clip chia sẻ cũng có nhiều bạn bình luận nói là tào lao, cho nên hôm nay em quay lại để anh chị mình xem ha. Thì như hôm trước em chia sẻ là chúng ta không nên lặt bỏ những cái cùi bông này ha, chúng ta giữ cái cùi bông để cho dinh dưỡng nó nuôi cái cùi bông này thì nó mới kìm hãm được những cái nụ còn lại. Và cách một tuần trước khi chúng ta lặt lá thì khi đó chúng ta sẽ tiến hành lặt bỏ hết ha. Trước khi lặt lá một tuần, em sẽ lặt bỏ hết toàn bộ những cái này, những cái cùi bông này, và em bấm sơ, chặn sơ những cái đọt nó vươn dài ha. Và trong cái giai đoạn này thì anh chị mình cũng phải lưu ý, nếu như cây mai của anh chị mà nó phát triển ra những cái đọt non như thế này thì anh chị mình không nên bấm chặn ha. Chúng ta cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Trước khi chúng ta lặt lá thì chúng ta bấm chặn đều một lượt để chúng ta lặt lá cho cây. Chứ giai đoạn này mà anh chị mình bấm chặn thì nó sẽ tức làm cho những cái búp nụ bên trong nó bung nở ha. Đó, thì ngày hôm nay em cũng chỉ làm clip chia sẻ một số vấn đề mà anh chị mình cần phải lưu ý để chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn cuối tháng 11 âm lịch cho đến ngày lặt lá, để làm sao ngày Tết chúng ta vẫn còn bông để chúng ta chơi vào cái dịp Tết ha. Thì hy vọng cũng sẽ giúp ích được anh chị mình một phần nào trong việc trồng và chăm sóc cây mai. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, nếu yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận mỗi clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.